tay nàng tiên đôi tam ngoan hiền. Tôi ví tóc em là mây thần thoại rơi xuống cuộc đời. Tôi ví mắt em là ngôi sao sáng trên trời hiếm hoi. Phải chăng mỗi tháng là diêm mùa hạ từng thiếu tôi cháy như cho tàn tạ. Tôi gọi em là vạt nắng kiều xa. Phải chăng đôi mắt là khung cửa sổ để tôi trông gió trái tim nồng nàn. Tôi gọi em là một trái tim hoa. DVD Asia 71 32 năm kỷ niệm sẽ quy tụ tất cả những nghệ sĩ tên tuổi đã góp mặt trong các chương trình trước đây trên một sân khấu huy hoàng và tráng lệ. Một 32 năm kỷ niệm đánh dấu những nỗ lực của Trung tâm Asia trong suốt 32 năm qua. Tình đầu thật nhiều mơ ước giờ đây chỉ còn gì vắng và những phút giây thân tiên. Hoạt động xã hội và nhất là nêu cao tinh thần Việt Nam trong tất cả các tác phẩm. DVD Asia 71 32 năm kỷ niệm phát hành khắp nơi ngày 11 tháng 1 năm 2013 dưới dạng HD và Blu-ray.